Hello các anh em, chúng ta lại gặp nhau trong một video mới. Mấy hôm nay tôi bị cảm cho nên là nếu mà anh em nghe thấy giọng của tôi nó hơi khó nghe thì thông cảm. Bởi vì đợt này ngoài Bắc thời tiết nó đang rất là chập chàng. Hôm qua nắng, ngày hôm nay nó lại mưa nên là dễ bị ốm kiểu như thế. Ok, quay trở lại với cái video ngày hôm nay. Tôi sẽ gửi gắm cho các anh em cái gì? Thì trong video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các anh em đâu khoảng 5-6 chai nước hoa mà tôi nghĩ rằng là các anh em nên thử nếu như mà có dịp. Bởi vì là mỗi một chai nước hoa tôi cảm thấy rằng là nó có những cái thú vị riêng, có những cái để mà đang chúng ta nên thử. Đó, tôi không nói là các anh em phải nên mua hay nên sở hữu, mà tôi thấy rằng là nó khá là thú vị. Đó, nếu như mà để đánh giá ở một khía cạnh nào đấy thì tôi thấy rằng nó cũng đáng để cho chúng ta nên thử. Thì những chai nước hoa đấy là chai nước hoa nào thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu lên cho các anh em. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em mình ngồi thư giãn thôi. Rồi, let's go. Ok anh em, chai nước hoa đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu đến với mọi người đó là một sản phẩm của nhà Diptyque và nó có tên là Aurose. Không biết là các anh em có nhìn thấy không nhỉ? Đây, nó đây, nó là như thế này. Ok, đây là một chai nước hoa, anh em nghe tên thì đã biết rồi, mùi hồng. Và cái mà mình thấy thích nhất ở chai nước hoa này đó là hồng, nhưng mà nó rất là nó không bị quá thiên về nữ tính. Nếu như các anh em nào đã ngửi cái chai MFK Alarose thì mọi người tất nhiên thì đấy cũng là một chai mùi hồng cũng rất là ngon. Tuy nhiên thì cái mà mình không thích đó là nó kiểu như là nó hơi bị thiên về nữ tính quá. Cũng là hồng nhưng mà nó thiên về nữ tính quá. Còn là chai nước hoa này tôi rất là thích. Bởi vì là nói thế nào nhỉ, khi mà tôi ngửi chai nước hoa này tôi cảm thấy cái vị hồng của nó rất là tươi. Nó giống như kiểu cái buổi sớm mai mà các anh em chúng ta ra vườn hồng ấy. Đấy thì chúng ta sẽ ngửi thấy cái mùi xanh của lá, mùi tươi của mùi hoa hồng. Nhưng mà nó kiểu như thế, chứ nó không bị thiên về quá là nữ tính giống như một số chai màu hồng khác. Thì tôi thấy rằng nó rất là thú vị. Tôi nghĩ là anh em, nhiều anh em đã biết chai nước hoa này rồi. Tuy nhiên thì không phải ai cũng đã nghe biết, đúng không? Có những người biết và có những người chưa biết. Thì tôi đánh giá rằng đây là một cái mùi hồng rất là thú vị. Mà bản thân tôi cũng rất là thích cái mùi hồng này. Phải nói rằng sau cái siêu phẩm hồng của nhà Frederic Malle, đó là Umrose, thì đây là một chai nước hoa mùi hồng thứ hai mà tôi rất là thích. Paul Smith Rose cũng rất là hay đó, nhưng mà tôi thích chai này hơn. Thì nếu như anh em nào cũng có cùng cái gu thích kiểu cũng là mùi hồng nhưng thích cái kiểu gu giống như của tôi thì các anh em có thể thử chai nước hoa này rất là hay, Umrose của Diptyque. Ok, chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm nước hoa đến từ Hàn Quốc. Thực ra thì tôi cũng không biết là niche hay là indie, tôi không biết, nhưng mà đại loại là tôi có quen một người bạn thì bạn đang dùng và bạn đi khen mùi này rất là hay. Nên tôi bảo là sẽ thử, tôi mượn tôi thử xem như thế nào. Thì tôi thấy nó rất là ok. Nên hôm nay là video tôi lên luôn cho các anh em. Thì ở anh em nào mà có hứng thú thì chúng ta nên tự tìm để thẩm. Thì tôi thấy nó khá là thú vị. Nó có tên là SW19 Midnight. Là khá cái trên cái tem của nó thì nó dán là nó ghi cái dòng chữ cái gì, cái mùi hương giống như khu rừng ở Wimbledon, London, là loại như thế. Thì mùi hương của chai nước hoa này là như thế nào? Tôi nói thật là tôi còn không có biết cái nốt chai nước hoa này nó dùng cái gì. Nhưng mà khi mà các anh em xịt, các anh em sẽ cảm thấy là nó đấy là một cái style mùi rất là quen thuộc. Rất nhiều chai nước hoa hiện nay đều đã có, ví dụ như là nó thiêu hướng, nó theo thiên hướng một chút xạ. Đó, nghe là cái xạ giống nhiều mấy cái chai na trắng, Narciso trắng ấy. Hoặc là chai hôm trước mà tôi vừa làm video cho các anh em, chai của nhà Musk Cashmere. Ok, những cái chai mà theo một cái thiên hướng xạ trắng. Thì ở chai nước hoa này nó cũng là như thế, cũng là xạ. Thế nhưng có một cái điểm mà tôi thích ở cái chai nước hoa này, đó là cái xạ nó làm cho tôi rất là thích. Bởi vì là nó thoang thoảng vừa đủ và nó ngay lập tức ở
cái nền mùi của nó có một cái chút ngọt. Tôi không biết có phải là vani hay không, nhưng mà cái ngọt ở đây nó khá, tôi thấy nó giống khá là vani và nó mix cùng với cái phấn nữa, cái vị musky đấy, cái vị tông mùi phấn. Mình nó làm mình rất là thích, kiểu như mình ngửi mình cảm thấy rất là thư giãn ấy. Nó không kiểu như là sọc một phát lên luôn mà nó cứ thoang thoảng, cho nên là rất là hay. Thực sự là tôi thấy trái nước hoa này rất là thú vị, nhất là anh em nào, nói chung là những anh em nào hoặc là chị em nào mà thích một cái gu kiểu tông mùi xạ trắng đó, thì đây cũng là một trái nước hoa rất là đáng để thử. SW Midnight, cái mùi hương ngửi rất là dễ chịu, sạch sẽ, sang trọng đó, không hề hóa học nhé. Mặc dù là có thể là mọi người nước hoa của Hàn Quốc thì chúng ta có thể là xa lạ, thế nhưng mà người chai nước hoa này mình nghĩ rằng là nó rất là đáng để chúng ta trải nghiệm. Tôi không nói là đáng để mua, nhưng đáng để trải nghiệm chai nước hoa này đó. SW19 Midnight rất là hay, mùi xạ trắng. Ok, chai nước hoa thứ ba đó là một sản phẩm của nhà John Varvatos và nó có tên là dài lắm. Cái gì nhỉ? Nick Jonas Crimson GVNV cái gì ấy? Tôi sẽ để tên ở đây cho các anh em xem. Đây là một mùi hương mà nó không dành cho các anh em nào chúng ta có một cái bộ sưu tập nước hoa lớn, nhiều chai, trải nghiệm nhiều. Thì chai nước hoa này nó không phải dạng kiểu như thế, nó không dành cho các anh em kiểu như thế. Tuy nhiên, nếu như mà anh em nào mà chúng ta giống như kiểu là một cái mùi hương, chúng ta là người bình thường dùng đó, nó muốn tìm một cái mùi hương mà nó khá là manly, bám nhẹ nhàng và dùng để cho buổi tối, tôi thấy rằng mùi hương này nó hợp dùng các dịp trong buổi tối, thì John Varvatos Nick Jonas Crimson Red là một cái chai nước hoa như thế. Nó không phải là dành cho các anh em nào giống như kiểu đã chơi sâu rồi, chuyên sâu thì thôi bỏ qua, nhưng mà anh em nào mà chúng ta là người dùng bình thường đó, chúng ta thích một cái mùi hương chuyên để đi buổi tối, nam tính đó, và gần như là các dịp trong buổi tối, nó là một cái style mùi khá là đàn ông, không quá màu mè đó, kiểu như thế. Thì đây là một chai nước hoa mình nghĩ là hợp. Chai nước hoa này thì bởi vì nó có sử dụng một số nốt, ví dụ như là da thuộc, da lộn ấy, bằng nghệ tây, nên chúng ta sẽ cảm thấy một cái gì đấy nó hơi spicy, một hơi cay nồng. Và anh em hình dung này, nó là một cái sự, chúng ta có hình dung cái vị ngọt của Versace de la Blue đi, chúng ta giảm xuống hết nỡ chứ, giảm xuống hết nức cái vị ngọt đấy mà chúng ta thêm vào cái vị cay nồng đó, mix vào cùng với nhau thì nó sẽ ra mùi hương này. Anh em nào mà đã hưởng ngửi cái mùi de la Blue ấy, giảm hết cái độ ngọt nó xuống và đảo vào đấy là cái vị cay nồng lên thì nó sẽ ra một cái kiểu mùi hương như này. Nói chung cái điểm yếu chung của dòng nhà nước hoa Jones và Vatos này là cái hiệu năng mùi nó không phải là quá tốt, nhưng mà không sao cả, nếu mà chúng ta sử dụng trong buổi tối thì như thế cũng là vừa đủ. Thì bất kỳ mà anh em nào mà chúng ta người dùng bình thường thôi mà chúng ta muốn một cái mùi hương cho buổi tối nhá, thì đây là nó, mình thấy cũng khá là ok. Và nếu chưa, anh em nào mà có thể thử, mình không nghĩ chai nước hoa này là mùi hương tệ, nó có thể không phải là xuất sắc nhưng cũng không phải là tệ đó. Crimson Black, chai nước hoa thứ tư đó là một sản phẩm của nhà Initio và nó có tên là Merz Therapy. Đây là một chai nước hoa mình khá là tò mò bởi vì có hai lý do. Cái thứ nhất, nó dùng cái nguyên liệu Black Currant quản lý chua đen. Đây là một trong những nguyên liệu cực kỳ là khó sử dụng trong ngành nước hoa. Không có nhiều chai nước hoa có thể sử dụng một cách thuần thục bởi vì mùi hương của nó khá là thú dữ, mùi hương nó khai như kiểu nước tiểu mèo ấy, cho nên là không có quá nhiều chai nước hoa mà mình đến bây giờ mình cảm thấy là sử dụng, nếu mà để làm nốt chính ấy thì cũng không có nhiều chai dám gọi là sử dụng đó. Thì khi mà mình thử chai nước hoa, mình nhìn cái chai nó lít, cái nốt trong chai nước hoa này mình rất là muốn biết nó như thế nào. Và cái thứ hai thì nó có sử dụng một cái nốt hương Magnolia. Đây là một cái nốt mùi hoa mà mình rất là thích. Thậm chí là mình còn
sở hữu hai chai Magnolia, anh em nhìn đấy, tôi để đây, đấy, 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 đấy. Old Magnolia của nhà Frederick Moe, tôi rất là thích cái mùi hương hoa này, cho nên tôi mua luôn cả hai chai. Thì chai nước hoa này nó cũng sử dụng. Đây là một chai nước hoa mà anh em nếu mà đọc cái tên Musk cũng là xạ. Và cái xạ ở đây nó mix cùng với quả lý chua đen. Rất là ok, rất rất là hay. Nó gần như là nó đã bớt đi cái tính ngái ngái và khai đi, và khá là khai của quả lý chua đen, mà nó mix cùng với cái xạ, nó tạo nên một cảm giác bớt nhàm chán khi mà ngửi cái mùi xạ. Bởi vì cái xạ trắng ấy nó có một cái nhược điểm, đó là ngửi mới thì hay, mới lần đầu ngửi thì hay, nhưng mà càng về sau thì tôi thấy rằng là nó dễ bị nhanh bị chán, bởi vì là cái kiểu như là về cái độ phức tạp mùi nó thấp, cái độ tinh tế nó chuyển đổi mùi nó không cao, thì dùng cái kiểu như thế thì nó nhanh chán. Nhưng mà chai nước hoa này thì rất là hay là nó dùng lẫn với quả lý chua đen mix cùng với xạ, và nói chung là tôi thấy rất là ưng. Rất là hay. Chai này mà nó là unisex mà, anh em và các chị em đều sử dụng hợp lý. Nói chung đây là một chai nước hoa mà tôi nghĩ rằng là cũng rất đáng để thử, rất rất đáng để thử. Initial Musk Therapy, một mùi xạ rất là thú vị. Anh chị em nếu mà có dịp thì nên thử chai nước hoa này. Ok. Và chai nước hoa cuối cùng tôi muốn giới thiệu đến ở đây là chắc chắn rồi. Saint John, 3 giờ sáng. 3 a.m. nói cho nó sang. 3 giờ sáng nghe nó quễ. Đây là một chai nước hoa phải nói là tôi giới thiệu cho một đến bây giờ là cũng nói chung là cũng mấy anh em rồi. Thì tôi chưa thấy ai chê chai nước hoa này. Ai cũng hài lòng. Một mùi hương phải gọi là cực kỳ thích hợp sử dụng trong mùa hè nóng. Năm nay dự báo rất là nóng nữa. Và đây là một chai nước hoa tôi nghĩ rằng cực kỳ là thích hợp. Cực kỳ là tuyệt vời sử dụng trong cái nền nhiệt độ cao. Nhưng mà bây giờ nó đã bị ngừng sản xuất, cho nên là tôi khuyên các anh em là nếu mà còn có lúc còn có mua được thì hỏi xem là ai bán chai này thì mua đi. Sau bắt đầu đến lúc nó đít rồi, bắt đầu lại ố mới á, ui tiếc thế với cái này thế nọ, nó không có gì để nói cả. Bởi vì là lúc sẵn hàng thì không tìm, đến lúc bắt đầu hết hàng nó đắp trời ơi đất hỡi rồi thì bắt đầu mới tiếc, thì nó phí đó. Cho nên Saint John 3 giờ sáng, nó thật là các anh em nên cố mà tìm trước, trong khi nó chưa hết hẳn hàng. Ok, sản phẩm của nhà Saint John. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ với các anh em 5 chai nước hoa mà tôi nghĩ rằng là rất đáng để cho các anh em nên thử đó. Thì rất hy vọng anh em nếu mà có dịp thì chúng ta nên, đúng không, thử thôi, mất gì đâu. Ok. Video của mình đến đây là hết. Rất hy vọng các anh em thấy thích video này, và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Ok, bye bye.